Các nữ lao động Việt Nam ở Ả Rập Saudi kêu cứu Mưa đá như nắm đấm chút ào ào xuống thừa đức tỉnh Hà Bắc Trung Quốc Trung Quốc đổ xô mua lương thực khiến giá tăng vọt cao nhất trong 10 năm qua Máy bay Nga diễn tập oanh tạc tàu địch ở Biển Đen Miền Tây Canada chìm trong bão lửa sau 12.000 vụ xét đánh Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 4 tháng 7 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 3 tháng 7 cho biết, nhà chức trách Việt Nam đã gửi công văn yêu cầu các công ty tuyển dụng lao động trong nước nhanh chóng giải quyết các trường hợp nữ lao động người Việt bị mắc kẹt tại một trung tâm tạm trú ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, nơi mà một số người đang lâm vào tình cảnh cùng quẫn. Trước đó vào ngày 16 tháng 6, VOA tường trình chi tiết về hoàn cảnh của một trong số những người phụ nữ trong cơ sở này. Chị DTC, 39 tuổi, ở Bình Định, nói chị bị chủ đánh đập tàn tệ dẫn đến tổn thương mắt trong lúc làm người giúp việc cho gia đình họ ở Riyadh. Chị nói, chị cũng bị cưỡng hiếp nhiều lần. Đầu tháng 4, chị cùng với một số người phụ nữ khác xuất hiện trong một video đăng tải trên mạng xã hội mà trong đó họ cầu cứu chính phủ Việt Nam giúp họ hồi hương vì họ không đủ khả năng tài chính chi trả tiền vé máy bay để về nước. Theo một công văn ngày 29 tháng 6 của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, một cơ quan trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mà VOA có được. Cơ quan này yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương xác minh nắm tình hình và nguyện vọng của người lao động, có biện pháp giải quyết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu phối hợp với các công ty môi giới ở Ả Rập Saudi hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa những người lao động về nước theo nguyện vọng của họ. Công văn được phó cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Gia Liêm ký, còn nói rằng việc những người phụ nữ này kêu cứu trên mạng xã hội đã gây dư luận không tốt trong cộng đồng lao động, ảnh hưởng đến công tác quản lý trên địa bàn. Hai đại diện của hai công ty tuyển dụng lao động đi Ả Rập Saudi tại Hà Nội xác nhận với VOA họ đã nhận được công văn này. Mình cũng đang chờ dịch vãn vãn một chút mình mới có thể giải quyết được. Ông Lê Đức Quy, đại diện công ty cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và du lịch Hùng Vương, nói qua điện thoại. Hiện nay có giải quyết được gì thì lao động cũng không về được ngay là vì lý do không có chuyến bay. Ông nói, công ty có thể hỗ trợ trong trường hợp lao động không đủ khả năng mua vé khi có chuyến bay, nhưng không nêu cụ thể số tiền là bao nhiêu. Trong khi đó, những lao động này tiếp tục chờ đợi trong cơ sở tạm trú ở Riyadh cho đến khi có thông báo mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam. Tất cả họ đều là người dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và miền Bắc Việt Nam. Họ đi xuất khẩu lao động sang Ả Rập Saudi làm người giúp việc. Trong những cuộc phỏng vấn với VOA, một số nữ lao động trong cơ sở tạm trú ở Riyadh nói Họ được đưa vào đây chỉ với một bộ đồ trên người, trong khi tư trang, hộ chiếu và những giấy tờ khác bị nhà chủ cầm giữ. Một số người cho hay họ không nhận được lương trong nhiều tháng, và một số nói rằng bị chủ ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau. Tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới. Chiều ngày 3 tháng 7, một trận mưa đá lớn, một số to bằng nắm tay đã chút ao ao xuống thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vào khoảng 3 giờ ngày 3 tháng 7, cơ quan khí tượng Thừa Đức phát tín hiệu cảnh báo màu vàng sấm sét. Ước tính trong 6 giờ tới, quận Song Kiều, Song Loan, Cao Tân, Sinh Tử, huyện Vi Trường, Long Hóa, Bình Tuyền sẽ có rông. Ở huyện Khoan Thành có gió mạnh, mưa lớn trong thời gian ngắn và mưa đá. Đến 19 giờ 50 phút tối cùng ngày, cơ quan khí tượng Thừa Đức phát tín hiệu cảnh báo mưa đá màu da cam. Dự báo trong 2 giờ tới, một số khu vực ở quận Song Kiều, Song Loan, Cao Tân, huyện Long Hóa có thể xuất hiện mưa đá. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 3 tháng 7, thành phố Thừa Đức tỉnh Hà Bắc đã hứng chịu một trận mưa đá lớn. Một số trận mưa đá to bằng nắm đấm rơi xuống đất, mái nhà kêu rầm rầm, cây cối bị mưa đá càn quét cho tơi tả, mùa màng có thể bị thiệt hại nặng nề. Cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê thiệt hại về tài sản và hoa màu của cư dân do mưa đá gây ra. Vẫn tiếp tục những phần tin liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO nhận định giá lương thực toàn cầu đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 10 năm qua. Nguyên nhân khiến giá tăng vọt là do chính phủ Trung Quốc đổ xô mua các loại ngũ cốc cơ bản. Theo số liệu của FAO, giá lương thực trong tháng 5 năm nay cao hơn gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2011. Tính chung 12 tháng, giá ngô tăng 88%, đậu tương đã tăng 73%, ngũ cốc và giá sữa cũng tăng 38%. Giá đường và giá thịt tăng lần lượt là 34% và 10%. Joseph Smith Huber, phó giám đốc bộ phận thị trường và thương mại của FAO cho biết, ông tin rằng giá lương thực sẽ vẫn ở mức cao trong năm nay, đặc biệt nếu giá dầu tăng sẽ khiến giá biến động mạnh hơn so với trước đây. FAO tuyên bố, giá lương thực toàn cầu tăng cao đã làm trầm trọng thêm hoàn cảnh của nhóm các nước dễ bị tổn thương nhất vì dịch bệnh COVID-19. Ví dụ Tỷ lệ lạm phát giá thực phẩm của Liban vào tháng 5 là 226%, tính trên cơ sở 12 tháng. Nigeria cũng bị ảnh hưởng bởi giá lương thực tăng mạnh, lạm phát cao đã khiến 7 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo. Chuyên gia kinh tế trưởng của FAO, Arif Hussein cho rằng tình hình này rõ ràng là rất đáng lo ngại. Về lý do tăng giá lương thực, các chuyên gia chỉ ra rằng nguyên nhân chính là do chính phủ Trung Quốc đổ xô mua lương thực trên toàn cầu. Nhà kinh tế Pháp Philip Charmin nói về hãng tin AFP rằng Trung Quốc đang mua một lượng lớn thực phẩm cơ bản như hạt cải dầu, ngũ cốc và thịt. Chính Trung Quốc đang góp phần vào làn sóng tăng giá lương thực này. Các lý do khác khiến giá lương thực tăng bao gồm hạn hán ở Brazil, giá dầu phục hồi đã khiến chi phí vận chuyển tăng cao. Trung Quốc là nhà nhập khẩu lương thực lớn nhất thế giới. Năm 2018, nhập khẩu nông sản của Trung Quốc đạt 137,1 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh thiếu lương thực toàn cầu, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Vào tháng 3 năm 2020, các nước láng giềng của Trung Quốc như Việt Nam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nga, Thái Lan và Malaysia đã đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu ngũ cốc để bảo đảm nguồn cung trong nước. Trên thị trường quốc tế, giá các loại ngũ cốc như lúa mì và gạo có nhiều biến động. Vào ngày 1 tháng 4 cùng năm, một tài liệu mật do Văn phòng Ủy ban huyện Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc đã lọt ra ngoài. Tài liệu này đã thúc giục các quan chức địa phương bắt đầu tích trữ đầy đủ thực phẩm, thịt bò và thịt cừu dầu, muối và các nhu yếu phẩm hàng ngày, đồng thời hướng dẫn vận động quần chúng nhân dân có ý thức tích trữ lương thực phòng khi cần thiết. Đồng thời, nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục đã bắt đầu đổ xô tích trữ lương thực thực phẩm. Tiếp theo chương trình là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Nga hôm ngày 3 tháng 7 cho biết, các máy bay chiến đấu của hải quân Nga đã diễn tập ném bom vào tàu chiến đối phương ở biển Đen, trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây đang trở nên căng thẳng sau sự cố khu trục hạm của Hải quân Hoàng gia Anh ở Biển Đen. Hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn tin Hải quân Nga cho biết, phi đội chiến đấu của Hải quân Nga đã tổ chức diễn tập trên Biển Đen với kịch bản mô phỏng tấn công bằng tên lửa và thảm bom vào tàu chiến đối phương. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các tiêm kích Su-30SM, cường kích Su-24M, tiêm kích bom Su-34 và tiêm kích Su-27. Cuộc tập trận của Hải quân Nga diễn ra trong bối cảnh NATO và Ukraine tổ chức tập trận quy mô lớn Sea Breeze trong khu vực. Cuộc tập trận này dự kiến kéo dài trong 2 tuần, với sự tham gia của 5.000 binh sĩ NATO cùng với 30 tàu chiến, 40 máy bay. Hải quân Mỹ điều động tàu khu trục USS Rose và thủy quân lục chiến tham gia cuộc tập trận. Moscow lên án cuộc tập trận và kêu gọi hủy bỏ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ có phản ứng phù hợp để bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần thiết. Tuần trước, Hải quân Nga tuyên bố đã bắn và ném bom cảnh cáo khu trục hạm SMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh khi chiến hạm này di chuyển gần bán đảo Crimea. Tuy nhiên, phía London đã lên tiếng bác bỏ. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 và coi vùng lãnh hải xung quanh thuộc chủ quyền của Nga. Trong khi đó, Anh và các nước phương Tây vẫn xem nó thuộc chủ quyền của Ukraine. Thưa quý vị, miền Tây Canada đang chìm trong bão lửa với hơn 130 vụ cháy rừng do xét đánh xuất phát từ đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều ngày. Ngày 2 tháng 7, Cơ quan Phòng chống cháy rừng British Columbia cho biết, trên toàn tỉnh có tổng 136 đám cháy, trong khi ghi nhận khoảng 12.000 vụ xét đánh vào ngày 1 tháng 7. Do ảnh hưởng của đám cháy, hàng trăm người có thể phải rời bỏ nhà cửa. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Chayan thông báo, chính phủ sẽ cung cấp viện trợ bao gồm cả trực thăng và nhân viên cứu hộ nhằm hỗ trợ công tác sơ tán và tiếp cận những người ở trong khu vực nguy hiểm. Một số con đường chính tại British Columbia đã buộc phải đóng cửa do ảnh hưởng từ đám cháy. Đầu tuần này, cư dân tại thị trấn Lytton đã buộc phải sơ tán bởi trận cháy nghiêm trọng. Nhiều người không kịp mang theo đồ đạc khi khói và lửa bao trùm khắp thị trấn, nơi sinh sống của khoảng 250 người, nằm cách Vancouver khoảng 260 km về phía đông bắc. Trước khi xảy ra vụ cháy, Lytton ghi nhận nhiệt độ cao trong 3 ngày liên tiếp. Thị trấn này đã phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại ở Canada khi vọt lên mức 49,6 độ C vào tuần này. Các quan chức y tế cho biết, nắng nóng kỷ lục có thể đã góp phần gây ra 719 ca tử vong đột ngột trong tuần qua. Dù nhiệt độ đã giảm tại một số khu vực ven biển ở Canada, Cơ quan Phòng chống cháy rừng British Columbia cho biết họ đang chuẩn bị nguồn lực để đối phó với nhiều vụ cháy trong những tuần tiếp theo. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 4 tháng 7 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị mọi điều tốt lành hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo